Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Thưa bác, hôm nay sẽ là một cái video mà cháu Lực sẽ chia sẻ một cái điểm du lịch mà đang phát triển ở quê hương của cháu Lực là đăng tải lên cô bác nhé. Và ở đằng sau cháu Lực là một cái điểm mà ở trên này thì người ta sẽ gọi là du lịch xuôi thầu đấy cô bác. Và nếu như trong thời gian tới thì khi mà đi vào lễ hội ấy, thì nếu như các bác có ghé thăm lên cái điểm xuôi thầu thì là rất là mong là các bác sẽ ghé qua nhà cháu Lực một chút cô bác nhé. Và phương tiện cái mùa này ấy, để mà nếu mà di chuyển được lên trên này cô bác là các bác sẽ phải là di chuyển là bằng xe máy cô bác nhé. Bằng ô tô thì phải nói là những cái cung đường hiện tại thì đi khá là khó khăn cô bác ạ. Còn ngay ở dưới này là một cái chỗ mà đập thủy điện cô bác ạ, nhưng mà hiện tại là mưa nhiều quá thành ra là nhìn nước rất là đục ngầu. Nếu như mà vào cái mùa mà không phải là mùa mưa ấy, nhìn ở dưới kia là nước rất là xanh xanh như kiểu là đèo ở chỗ ở bên Đồng Văn đấy, chỗ đấy gọi là gì ấy bạn nhỉ? À đấy, nó sẽ đẹp như ngang bằng ở là sông Nho Quế các bác. Còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng cháu Lực đi vào và khám phá một cái điểm du lịch ở phía quê hương của cháu Lực cô bác nhé. Ở đây gọi là Thảo Nguyên Xuôi Thầu Xín Mần các bác nhé. Đấy, trước khi mà bước vào thì phải nói là hai bên thì là có hai cái cánh đồng và lúa nương này cô bác này. Lúa nương của bà con thì hiện tại là cháu Lực nhìn thấy là đã chổi bong lên là một chút rồi. Vào cái mùa này thì khi mà các bác lên du lịch ấy, không khí sẽ rất là thơm và rất là trong lành. Đến bây giờ thì độ tầm là 11, 12 giờ rồi, cho nên là thời tiết nó hơi khá là nắng một chút cô bác ạ. Nếu mà lên trên tới cái chỗ mà ở tận phía trên đỉnh như các bác, từ đây lên tới kia chắc phải tầm rơi vào tầm độ là 500m cô bác ạ. Ở đây thì có mấy thanh niên là đang di chuyển bằng là xích thú rồi. Đường nếu mà tầm mùa này mà các bác mà lên ấy thì là sẽ di chuyển bằng những con xe uyên này thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Phải nói là đi vào đây khí hậu là rất là trong lành các bác ạ. Phải ra bên kia thì là những cái bông lúa thì đang nảy chồi lên rất là thơm các bác ạ. Có vẻ như là ra phía bên này thì hơi thấp một chút này. Vừa bước vào thôi là sẽ có một cái điểm mà hình như là vé các bác ạ. Ủa, em chào anh nhá. Anh tắt điện thoại một tí được không anh? Đấy, tắt nhạc một tí được. Này là... của chỗ này là của nhà anh à? Đúng rồi. Nếu mà vào trong này thì là bao nhiêu tiền đây anh? 20.000 một lượt à? Trả tiền trước khi đi à? Tránh tình trạng là người ta vào lúc ra mình lại đòi không được tiền. Thế ở đây thì vào cái điểm mà đến cái mùa du lịch chính thì nó là vào cái mùa nào anh? Tháng nào không anh? Chính thì... tháng 9 đến tháng 9 đến 11, 12 thế là trải dài là 3 tháng à. Thế là chỗ này là nhà anh thì canh tác ở chỗ này trồng những cái này thì được bao lâu rồi anh? Đây là chỗ này là được hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng rồi à? Thế hơn 1 tháng là lớn lên thế này à? Anh là người dân tộc Mông chứ anh? Đúng rồi. Bây giờ nếu mà em vào thì là phải trả tiền vé ra đúng không? Mới được vào đúng không? Thế còn nhà tít trên kia thì sao anh? Tít trên kia thì lại của nhà khác. À, tít trên kia lại của nhà khác à? Mới ô một người thôi. Thế là mới ô một người à? Nhưng mà mới ô một chủ. Thế là bây giờ là muốn vào bên Tam Giác Mạch à? Đây là gọi là hoa Tam Giác Mạch đúng không anh? Đúng rồi. Là phải hai người sẽ phải mất là 40.000. Nay em không mang tiền mặt thì chuyển khoản đúng không anh? Được. Được à? Mỗi đợt mà một khách du lịch vào sẽ là 20 người. Và cái thời điểm này là vẫn còn là ít khách anh nhỉ? Thời điểm này là chưa có khách, phải lúc lúa vàng. Lúc bông lúa này vàng thì nó mới có khách là nhiều hơn à. Và thế thì em vào nó một tí nữa em gửi sau anh nhá. Được không? Vâng anh. Thế hả? Thế bạn cho tôi mượn đã. Cho em gửi này. Đây. Thế thì em gửi anh 30.000 cũng được. Đợt đầu vào thì khai xuân thì mỗi người 15.000 thôi anh ạ. Thế thì anh gửi em 30, từ 20 ấy. Rồi
anh là sinh năm bao nhiêu ấy? 24 à? Ôi, cầm tiền cả quyển đấy nhỉ. Thế em cảm ơn nhá. Đấy, bớt ra được là 10.000 các bác ạ. Ôi, có vẻ như là có khá là nhiều cái ong mật các bác ạ. Bay rất là nhiều này. Cái mùa này thì là chưa vào cái mùa mà du lịch mấy các bác ạ. Đây chỉ là cái thời điểm mà gọi là đầu thôi, chớm chớm thôi. Có vẻ như cánh này cũng khá là trải dài đấy các bác ạ. Đấy, hoa tam giác mạch thì phải nói là cực kỳ là đẹp các bác này. Hoa tam giác mạch thì cũng là một cái biểu tượng mà một cái tên mà đối với lại là nếu như các bác ở dưới xuôi nghe đến từ tam giác mạch thôi là các bác nhớ đến Hà Giang rồi. Hay còn là bây giờ thì xin mời các bác là cùng cho lực là lên phía trên này tiếp các bác nhé. Ôi, chắc là không biết là trên này có điểm cụt không nhỉ? Không điểm đi ấy. Có vẻ như là chỗ này là hình như là người ta trồng lên rồi người ta mới làm cái đường đi lại thôi nhỉ? Lối đi lại. Đấy. Công nhận là phải nói là cực kỳ nhiều ong quá ạ. Một tí nữa để cháu Đức sẽ gửi một cái đoạn nào Felicam từ trên cao xuống để cho các bác là cùng chiêm ngưỡng cái thảo nguyên xuôi thầu của bác nhé. Có vẻ như là cái đợt này là vào là mình hình như là mình khai xuân ấy. À, hình như là mình vào đợt đầu tiên hay sao bạn ạ? Mình khai trương chưa ai vào đâu. Ở đây thì sẽ trong thời gian tới các bác nhá, sẽ có những cái dạp mà bà con là bày bán hàng ở đây nha. Bày bán hàng, bán nước này và những cái bộ mà truyền thống của đồng bào người Mông nữa. Cái đường này thì là vẫn lên các bác ạ, vẫn có người lên đấy, nhưng mà phải là dân bản ở đây thì người ta mới đi được đường này. Còn là như mà các bác ở dưới xuôi tay kiểu tay lái ấy, là chưa có quen cái đường ở trên này thì phải nói là cực kỳ khó.
Đây, ở bên này thì bây giờ là sẽ bắt đầu là có những cái chòi này rất là nhiều. Bây giờ thì sẽ hình như là bà con sẽ đang chuẩn bị là dọn dẹp, chuẩn bị đón một cái mùa khách là đầu năm rồi. Đấy, ở phía khu dưới này là một cái khu mà vườn tam giác mạch của bác nhá. Ở đây thì có vẻ như là anh chủ vườn anh có chia sẻ đây là một chủ, còn là phía lên trên này nữa là một chủ. Leo cái chân dốc này lên thì cũng cảm thấy là cũng mỏi chân đấy bạn nhỉ. Đi xe máy nhưng mà đến, tôi nghĩ là đến cái thời điểm này bây giờ nhá, sẽ rất là trơn. Tại vì là cái đất này bạn nhìn xem, cái đất này nó cái đất này nó thuộc dạng là nguyên đất thôi. Cho nên là khi mà có một tí hạt mưa ấy, cảm giác rất là chất trơn rồi. Chuẩn bị đón khách với anh nhờ. Chuẩn bị đón khách với anh nhờ. Anh trên này là một chủ mới à? Ở đây một trụ, trên kia một trụ. Ồ, thế là chỗ này là có mấy chủ liền à anh? Có mấy chủ liền mà. Vâng. Một mảnh một người. Ồ, đây là đang chuẩn bị là sạp, chuẩn bị đón khách ở đây anh nhờ. Sạp này mình dùng để làm gì đấy anh? Để ngồi. Để ngồi à? Anh có như kiểu là thêm là những cái bộ trang phục khác không anh? Không á? Chỗ này là gì đấy anh? Để làm để người ta mang đồ thay quần áo. À, thế là chỗ này là để thay quần áo đúng không? Và đấy, vừa tắm giác mạch thì vừa rồi cháu Lực có đi xuống dưới kia rồi thì không vào đây nữa. Ở đây là cũng là như nhau, trả giá như nhau, có cả mã QR luôn này các bạn này. Đây các bạn, QR luôn. Phải nói là tầm buổi sáng các bác lên nhá, cực kỳ là nhiều ông luôn các bác ạ. Đến cái thời gian này thì bắt đầu là mây nó bắt đầu tan rồi. Nếu như các bác lên buổi sáng ấy, thường thường là sẽ có mây là nhiều hơn nữa. Nhưng mà nếu mà các bác muốn nhìn cái cảnh đẹp với các bác nhá, các bác phải lựa tầm là buổi sáng là tầm 9 giờ đến độ từ là 11 giờ quay đầu thì nó sẽ nhìn khung cảnh nó sẽ đẹp hơn. Đấy, còn đến 12 giờ thì nắng quá. Còn đến buổi chiều thì các bác cứ tầm độ là 2 giờ. 2 giờ vào là nhìn nó bắt đầu đẹp hơn. Ra phía bên này thì có vẻ như là trồng sâu hơn hay sao ấy nhỉ? Chưa chín mấy. Đấy, trồng trâu, trồng sâu hơn với lại là nó thấp hơn so với lại là chủ cái nhà bên dưới thì là cao hơn. Sau này đến mà đến những cái điểm mà đến những cái thời gian mà du lịch của bác nhá, là ở những cái chỗ này này hầu như là có người sẽ cắm trại là qua đêm ở trên này luôn đấy. Chỗ này năm nay là không thấy trồng hay sao ấy nhờ. À, đây là chắc là đang phát chuẩn bị trồng luôn này. Còn như hiểu là ở dưới kia người ta trồng vào thời điểm nó như nhau quá ấy. Thành ra là khi mà lên ấy thì nó sẽ tàn một cái thời điểm mà như nhau. Thành ra là có người sẽ trồng trước, có người sẽ trồng sau. Thì như vậy nó sẽ đẹp hơn. Ô, lên trên này thì có vẻ có thêm là khá là nhiều những cái khung cảnh nữa. À, bên này không biết là hoa này không biết là hoa gì đấy nhỉ? Nhưng mà cây nó đỏ rất là đẹp, hoa nó cũng màu đỏ nữa. Thời điểm này thì chưa có hoa mấy. Ôi, hoa này nhiều hoa quá. Đây còn có cho đu quay nữa mà. Nhưng mà ở trên kia. À, ở đây chắc là chỗ để mà thêu quần áo thôi, không biết là chị này có được không? Chị ơi. Không khai à, thử lên trên này ra xem nhá. Xong rồi một tí nữa nói chuyện với lại hay xong thì mình xuống đây sau. Không có ai nhà nhỉ? Có nước không cô ơi? Có à?
là bán cháu chai nước ra, khát quá. Chỗ này chắc là chỗ ngồi nghỉ này. Ồ, có vẻ như là ở bên này là khách nhiều hơn nhỉ. Này, được vào tham quan chưa cô? Được vào tham quan chưa? Không có ai đâu. Chưa có ai à? À, thế là cháu là người đầu tiên à? À, thế cháu là người đầu tiên thì cho cháu mua nước rồi cho cháu vào tham quan miễn phí đi nhỉ? Bạn uống nước gì ấy? Ủa, phải nói là lập cái lá cọ này rất là mát. Coca không? Hay là nước gì này Bình? Trái nước dịch coca. Xanh không lộn. Bao tiền một chai ấy cô? Một chai 10.000 à? Ô, cái này đông đá rồi. À đây. Một chai 10.000, hai chai là 20.000 à? À, thế là những cái đồ này cũng bán hầu như là đúng giá nhỉ? Nếu mà vào cái điểm du lịch thì người ta sẽ bán đắt hơn, ví dụ tầm độ 20.000 một chai. Đây, cháu gửi nhá. Cháu đi vào trong này một tí nhá. À. Vâng, cháu gọi ơn nhá. Vào trong là mấy tiền vé nhá. Dạ. Tiền vé à? Bao nhiêu nghìn một người ấy? Một người 20.000 à? Thế tí cháu quay lại cháu trả sau nhá. Vâng. Này Bình, nước. Vào, cháu vào xem cái áo này tí nhá. À, cháu được sẽ đưa các bác đi vào xem những cái bộ áo truyền thống của đồng bào dân tộc Mông này các bác này. Wow. Có khá là nhiều bộ các bác ạ. Ở trên này thì có rất nhiều kiểu khúc bạc nhiều này. Đây, cô vừa rồi cô. Cô ơi, cho cháu hỏi một tí. Ở đây nhà cô là chỉ có nguyên bộ con gái thôi à? Ừ. Thế bộ này thế là có một bộ là to như thế này là có tí. Thế là bộ con trai là chỉ có một bộ này thôi à? Ừ. Ô nhưng mà to quá này. À. Nếu mà cái bộ này thuê thì bao nhiêu tiền? 100.000 á? Ừ. Ấy nhỉ. Ui nhưng mà có vẻ là cái áo này là một cái áo có bao nhiêu? À. 100.000. Này cháu thì cái này nếu mà mua thì bao nhiêu tiền một bộ cái này ấy? Mua là bao tiền một bộ? Là 1.500.000. Cái này áo này 1.500.000. Ừ, cái áo này là cái cháu mua là cô không biết. À không bán. À thế là có tiền là cũng không mua được nhá, áo này ấy. Đấy là 1.500.000. Thế còn cái bộ váy của cái bộ váy của con gái này là bộ này là bao tiền? Bộ này khách 1.500.000 mà cái này. À bộ này cũng 1.500.000 à? Cái này là có phải bạc thật không? Hả? Cái này có phải bạc thật không? Không phải đâu à? Không hiểu. À không hiểu. Ừ. Cái này nó có phải là giống như kiểu bạc cái này thật không? Cái này này, giống cái này này. Ồ. Không ạ. À. À không à? Ừ. À cái này nó chỉ là cái đồ mà nó không bị gì đâu đúng không? Thế còn những cái bộ này thì bao tiền một bộ cô? Nếu mà để mà mua này. Cái kia là 100. Không, nhưng mà nếu mà để mà mua về á. Mua về à. 2.800.000. 2.800.000 cái bộ này. Ừ. Ôi dồi. Thế mà ở đây là những cái bộ nào mà đắt nhất cô? Đắt nhất là bao tiền? Có một loại là đá. Một loại là con đá bao nhiêu. À, thế là này là nếu mà thuê là có cả mũ này đúng không? Ừ. Mũ này đội trong ấy. nhìn cháu kiểu. À đội ngược à? Nhớ phải như này à cô? Ừ. À. À. Cái này. À. Thế mà cái này mà kết hợp thêm là cả một bộ này vào đúng không cô? Một bộ này vào nó thì đúng là nhìn trong đúng là gái bản luôn cô bác ạ. Bộ này là 100.000, thuê 100.000 à? Ừ. Nhưng mà thuê thì một ngày hay là bao nhiêu? À, một ngày có để. À, thế là mình bỏ ra 100.000 thì thuê cả một ngày là cũng được đúng không? À. Thế hôm nay thì là nhiều khách là không để, bây giờ là không có người là thuê một người là có. À, nếu mà có nhiều khách là không đến một ngày đúng không? Ừ. Nhưng mà làm sao mà chụp ảnh được đến một ngày mà cái bộ áo này rất là nóng. Hôm nay thì không có bạn gái theo, không có bạn gái thì thuê được. Ừ. Vào hỏi cô một chút thôi. Thế cháu đi vào thì cháu gửi tiền sau nhá. Ừ. Vâng.
Hay còn vừa rồi là những cái bộ mà truyền thống dân tộc của đồng bào người Mông của bác ạ. Và lên trên này thì là mỗi một lần đi vào của bác nhé, sẽ là 20.000 đồng này. Đấy, khắc ở trên cái biển. Ở trên này thì đang chuẩn bị là làm những cái sạp này. Những cái sạp mà máy nứa xé, bày bán hàng, nước nồi ở đây này. Phải, phải nói là ở đây là không phải dùng bút để vẽ đâu cô bác nhé, là dùng dao để khắc vào đấy. Đấy, khi mà đi vào thì giữ gìn vệ sinh cho nó sạch sẽ thôi. Trên này có vẻ như là trên này là trồng nhiều hoa hơn bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ từ góc nào nhỉ? Mình sẽ sang bên này trước đi, xong là mình sẽ đến bên kia. Hoa này thì vừa rồi quên hỏi cô là tên gì rồi nhỉ, hoa này. Hỏi luôn. Tí cô lên á. Cái này thì tầm độ 1 tháng nữa chắc là mới đẹp nhỉ. Cái này 1 tháng chắc tàn rồi bạn ơi. 1 tháng chắc tàn á. Hoa này mùa này đợi Ở dưới kia thì cũng có những cái vòm mà trái tim này, với lại là thêm những cái chỗ mà bậc thang lên trời đấy các bác. Nhưng mà cái kia thì phải nói là nếu mà các bác nào yếu tim ấy, hay là có anh chị nào yếu tim ấy, chắc chắn là không dám lên. Tại vì là người ta làm bằng gỗ thôi. Làm được bằng gỗ thôi cho nên là rất là sợ. Còn là cái này là cái xích đu này. Xích đu này. Cái này mà có, nếu mà thí dụ mà bây giờ có thêm bạn gái nhá, đứng đây chụp ảnh cái thì lên bên kia thì có những cái cảnh mà phải nói là hùng vĩ nữa. Ôi dồi, chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy đẹp rồi cô bác ạ. Đấy, bên này là chỗ này là hoa. Bạn biết hoa này hoa gì không? Hoa không biết được bạn ơi. Này là không cái thể. Hoa này quen lắm. Cái hoa này quen nhỉ. Nhưng mà không thể hái tùy tiện được, hái là tùy tiện là tí sẽ bị phạt. Ở đấy. Rồi nếu như các bác nào mà đến cái địa điểm du lịch là hiện tại bây giờ các bác nhá. Bây giờ thì đang là tầm độ là 10 giờ với 1 giờ này. Các bác nhìn ra kia này. Hầu như là không có những cái đám sương mù che tầm mắt cả, nhìn ra được rất là rộng. Hai cô thì chắc là đang làm vườn ở đây sao ấy. Ra đây hỏi cô xem là cô có biết là hoa này là hoa gì không. Cô là đang làm chuẩn bị làm cỏ rồi à? Hoa này tên nó là gì ấy cô? Hoa mồng gà. Hoa mồng gà à? Màu gà. Hoa màu, mồng gà hay là màu gà? Mồng gà. Mồng gà. Nhưng mà ở đây thì thường thường là đến cái địa điểm mà du lịch thì là vào tháng mấy là nhiều nhất cô? Không hiểu à, nói nhiều là không hiểu. Đến cái thời điểm mà người ta ra đây nhiều ấy thì là tháng mấy? Đến là mùng 2 tháng 9 là... Mùng 2 tháng 9, thế là bây giờ là ngày mùng mấy bạn nhỉ? Bây giờ là 2... Đến tới là nhiều, mùng 2 tháng 9. Thế mà... Đến mùng 2 tháng 9 của bác nhá, sẽ có, nên là hôm nay 27. Mùng 2 tháng 9 là tầm độ 4 đến 5 ngày thôi. Đấy. Đông lắm đấy. Đông lắm. Đấy, bây giờ thì là chó Lực là đang lên trên này coi như là khám phá trước của bác ạ. Đúng rồi. Phải nói là cái điểm du lịch ở đây này của bác này, nó là cái điểm mà đang chuẩn bị phát triển cô bác, và đang phát triển, thành ra là sẽ có rất là nhiều các bác là sẽ còn là chưa biết đến. Nhưng mà nếu mà các bác vào đến Xín Mần là các bác không ghé vào những cái thảo nguyên xuôi thầu như này thì phải nói là một điều rất là đáng tiếc. Đu quay này bây giờ thì chắc là chưa ai ngồi đâu. Đây là có mấy bạn gái này, bạn gái trẻ con Mông này. Mua chi lô hả? Mua chi lô đang ở gì đấy? Có phải nhà đây không? Nhà đâu? Nhà ở kia à? Năm nay học lớp mấy rồi hả? Có biết trả lời không? Chị bao rồi nhỉ? Chị bao hà thôi. Ở đây thì trên hình như là quần áo trang phục của bé đấy mà cô bác này. Vào những cái điểm này thì nói chung là rất là ít khi mà các bạn nhỏ mà mặc những cái áo như kiểu là người đồng bào dân tộc Kinh lắm. Đa số là người ta sẽ mặc là những cái bộ truyền thống là dân tộc là nhiều. Đi ủng đi à? Bạn này là nhà ở tận đâu? Ở kia. Ở kia? Thế là ra đây chơi à? Đúng rồi. Thế kia có phải mẹ không? Không. Không á?
Ra đây chơi có mất tiền vé không? Không. Không à, trẻ con chắc là không mất các bác ạ. Thế còn người lớn như cháu Lực vào này thì sẽ mất là tầm độ là 20.000 một người các bác. Đấy. Wow, còn ở đây thì phải nói là hầu như là những cái điểm nào không thể thiếu được những cái xích đu này các bác. Chỗ này thì ngồi được tầm bao nhiêu người đây nhỉ? 1 này, 2 này, 3, 4 này, 8 người. 8 người một đợt. Nhưng mà một mình rồi là không được đâu. Ôi. Cái này mà lên trên này mà ngồi mà trông cũng ghê sợ lắm đấy cô bác ạ. Chỗ này ấy. Nhìn thấy thôi khi mà đi lên ngồi đu hẳn lên trên cao là rất là sợ. Ui. Đủ người khác tự quay nhưng mà mình phải lấy chân đầy bới bới như này này. Có nghĩa là bây giờ nếu mà mình ra đến chỗ đất này này, cái người mình đang ngồi đấy chân mình phải bới đi, tiếp tục là đến người sau lại bới đi, bới đi, bới đi, như kiểu nó một cái vòng tròn đấy. À, ở đây thì có một cái trái tim khá là đẹp này. Ô, cái này là cái gì đây nhở? Không, cái này thì đứt rồi. Đứt một cái rồi. Cái này đu quay ở dưới đất hay sao nhỉ? Nhưng mà đứt rồi, cái này là chắc là đang chuẩn bị là sửa lại. Ở đây thì cũng có thêm một cái vòng trái tim nữa. Cái này thì như là mới làm lại hay sao ấy nhỉ? Đây, mày có hết. Thế này là độ cao là tầm được hơn là hơn 1m6 một chút. Wow. Đấy, vừa rồi thì Trần Lực cũng đã ghi là một số những cái hình ảnh ở trên thảo nguyên xôi thầu cho các bác cùng xem rồi. Và nếu như các bác muốn đi vào và xem được những cái lúc mà hoa đang nở nhá, vào cái thời điểm là đẹp nhất á, các bác lên tầm độ tháng 9 đến tháng 10 thì lúc đấy là cái mùa hoa mà nó sẽ rầm rộn hơn rất là nhiều. Đấy, không chỉ là ở nguyên khu này đâu cả các bác nhá, ra bên kia này. Nhưng mà bên kia xa quá thì ra là hầu như là chưa có gì mấy, cho nên là cháu Lực chưa vào. Đấy, một tí nữa cháu Lực sẽ gửi flycam cho các bác là cùng xem về cái tất cả cái toàn cảnh về cái thảo nguyên xôi thầu này. Đấy, còn ở dưới kia thì có vẻ như là có khách du lịch là đang vào là check in chụp ảnh rồi. Đấy, mùa này thì đến thời điểm hiện tại nha các bác nhá, thì các bác lên là vẫn còn chưa thấy nhìn thấy nhiều hoa nở mấy đâu, chỉ nhìn thấy là hoa tam giác mảnh này là nhiều thôi. Đấy, có lẽ là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này đấy các bác nhé. Ghi một chút khung cảnh ở trên thảo nguyên xôi thầu gửi tới cho các bác thôi. Còn là lời cuối cùng thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video. Và cháu Lực cũng xin được hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị ở những cái video tiếp theo. Xin chào các bác.